Thưa quý vị và các đồng chí, trong thời gian qua, tại một số bãi biển trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, liên tiếp phát hiện lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển. Trước tình hình trên, Công an thành phố Vũng Tàu đã chủ động các biện pháp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, không để ma túy xâm nhập vào địa bàn. Vào ngày 27 tháng 3, Công an thành phố Vũng Tàu kiểm tra tại một phòng trọ ở đường Đô Lương, phường 11, thành phố Vũng Tàu, phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1983, trú tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích mua bán, thu giữ một gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy loại cocaine, có khối lượng khoảng 1 kg. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai nhận, ngày 25 tháng 3, Tuấn được một người quen kể lại về việc nhìn thấy một bao tải nằm trên bờ biển thuộc khu vực phường 10, thành phố Vũng Tàu. Sau đó, Tuấn đến địa điểm này và lấy một gói ni lông hình chữ nhật màu xám mang về, đồng thời ngụy trang bao tải để tránh bị phát hiện. Về đến nhà trọ, Tuấn mở gói ni lông ra và phát hiện bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Đối tượng đã chụp hình lại với mục đích nếu là ma túy sẽ tìm cách bán cho các đối tượng tiêu thụ. Qua làm việc, ngoài gói ni lông nói trên, Nguyễn Thanh Tuấn tự nguyện chỉ dẫn đến nơi cất giấu 20 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng, khối lượng khoảng 21 kg. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ, niêm phong theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát, thu thập thêm tài liệu chứng cứ, thì vào ngày 4 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối với số lượng ma túy thu giữ trong vụ án thì số lượng rất là lớn. Điều tra thu giữ là khoảng, đối với Nguyễn Thanh Tuấn là 21 kg, tổng giá trị trên 100 tỷ, gần 100 tỷ. Thì nếu mà số lượng này lọt qua bên ngoài thì có một số phần tử đối tượng xấu sẽ tìm cách tiêu thụ, bán để hưởng sự lợi nhuận về việc ma túy này. Công an thành phố thì cũng báo cáo hệ thống chính trị tại địa phương cũng như là triển khai rộng tại công an các cái phường xã và yêu cầu là báo cáo cho hệ thống chính trị tại địa phương cũng như là tuyên truyền sâu rộng cho người dân để nâng cao cái phát hiện thu giữ cái số lượng ma túy này trên biển nếu có. Phát huy hiệu quả các mô hình vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ sau đó 2 ngày, cơ quan công an tiếp tục thu giữ hơn 20 kg ma túy cocaine do người dân phát hiện và trình báo. Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, trong lúc đang đi tập thể dục tại khu vực bãi biển thuộc khu phố 2, phường 2, thành phố Vũng Tàu, ông Lê Văn Hùng là một người dân trên địa bàn đã phát hiện một bao tải màu trắng nằm trên bờ biển. Bên trong có các gói hình chữ nhật chứa chất bột màu trắng, nên đã đến cơ quan công an trình báo. Ghé tôi dừng xe tôi mới xuống biển, thì tình cờ tôi mới thấy cái một bao bì, thì họ để ngay ở dưới gốc cây dương, thì cách mặt biển như thế là cả 3 mét, thì tôi có cái sự nghi ngờ là họ không biết cái bao bì gì mà thấy lạ này. Tôi cúi xuống thì tôi thấy có những cái cục hình chữ nhật mà màu là màu đen xám. Thì tôi mới cúi xuống rồi tôi lấy lên một cục. Lấy lên cục thì tôi mới khui ra. Trong cái cục đó thì nó bấy bọc mấy lớp túi bóng. Tôi khui ra thì tôi mới thấy cái bột trắng. Nhưng mà bột trắng này nó dẻo, nó đã bị ẩm rồi. Thì tôi mới suy nghĩ là cái này là chắc là cái hàng cấm chứ không phải là cái chất liệu gì, nghi là hàng cấm. Tôi mới về ngày báo ngày công an phường 2. Vì tôi nghĩ tôi cũng được biết trên cái thông tin đại chúng thì một người dân ta phát hiện bất cứ một cái gì nó lạ thì tốt nhất là báo cho những chính quyền địa phương hay là nơi cơ quan đoàn thể gần nhất. Là tôi ý thức được việc đó nên tôi báo ngay về công an phường 2 ngay khu vực đây. Không chỉ riêng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong thời gian gần đây, tại các địa phương trên cả nước đã liên tiếp phát hiện lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển, chủ yếu là cocaine.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, số ma túy nói trên có nguồn gốc từ những đường dây tội phạm ma túy hoạt động trên tuyến đường biển. Nhiều khả năng đây là phương thức thủ đoạn mới của bọn tội phạm. Để kịp thời phát hiện, thu giữ, ngăn chặn, không để các đối tượng xấu đưa ma túy đi tiêu thụ hoặc tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, Công an thành phố Vũng Tàu nói riêng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các xã, phường, thị trấn ven biển thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Cùng với đó, có những khuyến cáo đối với người dân khi phát hiện những vụ việc có dấu hiệu nghi vấn. Cũng nhận định thì cái số lượng ma túy này có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Nếu mà nó lọt vào tay kẻ xấu thì nó gây ra một cái hiểm họa rất lớn đối với xã hội. Thì từ cái sự việc này thì Công an thành phố Vũng Tàu thì cũng có báo cáo cấp trên và cũng có cái kiến nghị đề xuất là tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nói riêng cũng như là địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để nâng cao cái phát hiện, cái cảnh giác để tiếp tục có những cái hoạt động là phát hiện thu giữ cái số lượng ma túy này trôi giạt ngoài biển vào nếu có. Người dân sau khi phát hiện được báo cho lực lượng công an cũng như là chính quyền địa phương hoặc các cái lực lượng vũ trang khác trên địa bàn thì góc độ thì cơ quan công an cũng như hệ thống chính trị rất là hoan nghênh. Nhưng nếu mà có ý thức có hành vi xấu hoặc móc nối với những cái đối tượng có cái mục đích xấu để sử dụng hoặc để bán thu lợi bất chính thì chắc chắn sẽ bị phát hiện và cái hình phạt rất là nghiêm khắc của pháp luật về các cái hành vi liên quan đến tội phạm ma túy.